Đoàn sau khi đã đi một đoạn thời gian, một quãng đường thì cuối cùng cũng đã đến mộ của Lê Thành Phương. Mới đầu tôi bé đi mà ông Phan nãy giờ đây. Mấy bạn qua đây, con như bay mà. Lại đi đâu đó quá vậy đi. Người chỉ đạo thôi. Vô ra trong nắng trời. Không chưa biết ạ. Làm ở dưới hả? Chỗ cái liền thôi.